Bào nhang phước úc khởi tương yên tùy khi sung nhan giả chí thành đăng bảo an nguyện cầu đệ tử đắc bình an ni Việt Nam thủa nền An Vương thất ni chuyển pháp luân ni Phật Nhật ni tăng huy kim liên kim nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương nước khói hương trên đàn giải thoát thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý chói chói hiệu Phật này gì ý đà ngự trước tòa lưu ly bảo điện Phật tự nhiên đi tiêu thiêu nhã nhạc dưới trên cửu long ý phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn đức tòa thị ngai vàng rỡ rỡ phóng hào quang rực rỡ vân niên tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, vận thần thông vô lượng. Giới sắc giới chư thiên đều mời, vua Đế Thích quản cái thiên chủ, vua Ngọc Hoàng thần vương địa phủ thập điện minh vương các tòa dưới thoại phủ. Thành ra rất mong đợi mong niềm sư thoại áo xì đà vật nô xòi nhịp căng dưới mong quân chưa phật nào tất sao tùy sư tuyết tương vấn đi thành ý hương ngân chưa phật nào nam mô cung giác bồ tát ma tắc mô cung giác bồ tát ma tắc mô phật cung giác bồ tát ma thành ra có lệnh truyền sai các quan thủy bộ cùng là dư dinh cứ tiếng tự là nghỉ bên nên vì khai sáng bản đền, đổ cho đệ tử đời đời vinh hoa, đổ cho đệ tử bình an. Khai quang song nhang thâm cơ siêu công vì chúng đang suy ngã thế tam cung giả kim phục và thần ở thánh chúa thiên chúa thiên. Quang thấp giờ đi vì đất chúng sinh cố gắng định kinh lý dòng nhà tập thể diệt khai quang chúng ta là gì? Văn sơ tiến dân thượng lại văn sơ tiến dân cậu về tấu đối chúa phê danh dành phê cho đệ tử bình an. dân sinh vì thanh từ phía thần lộc gió lắm về đây càng nhiều, ban lý gió dài nhất sang nhiều, bồng lộc gió nhiều ước quá năm xưa. khai sáng bản đề, độ cho đệ tử đời đời vinh hoa, độ cho đệ tử bình an. Quan giám sát chú biên rõ ràng về cho nhị trường sinh. Tam không tôn thần, con thấy từng đệ tam ni thành ra việc bàn loan trong đời con đệ tứ vượt con trời ra chính quán quê nhà đến nhân gia nghi chính quán ninh quê nhà làm thành tổ bích kỳ một quả vượt tuần nuôi cao. Đấng anh hào ai cổ kim đình nghệ lẫy khắp mê mỏi miền đi đã dạy thần cơ linh gia thiết lập một tòa linh gia lại đổi tên thờ quan lớn tuần để tranh đấng anh hào ai cổ kim lừng lẫy chứng đàn xuyên ngã tích tăng cung giả kim phục hoàng thân Phật và thanh thiên trúc dương văn sớm dâng lên thuộc lại văn sớm dâng lên toàn tổng tổ đối chưa phi dành dành phi tròn để cưới lộc tài để ra bốn mùa vòng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thấy hôn linh quyền ngài cai quản tướng tâm bình nhà trời. Ngự đồng dưới mình quyền bóng quý lương ngoại trời thì khí ban ra nghe tôn có lên tuần ngài hiền hách thi quang ra tay tê độ nhân gian con tỷ. Rồi tôi lại trở thành ra hồi cùng độc đình người con vua bát hải đồng bằng đào tôn quan điều thất thi đình nhị khác thường thành ra hồi cùng đền dòng sống mông mai cho đến nhất quý về trong đền dòng chơi phù tía lục nương sắc phong châu lục cung nương nghi vốn đã dòng lãnh tộc sinh trên non la muối ống vượt đi ngàn đêm. Nhịp chân bước nghi thiên sơn vạn thủy bắc lệ ngàn đêm. Phố vị suối đã lắng nghe tiếng hát cũng đàn về. trí tề thông minh, trí tề tuyệt vời không ai lệ chỉ dung. Sừng đi đấng thiên lộ tài ý sinh đấng hoàng nghi vời văn thao, phó lược văn thao võ lược từ trần hoàng thông đấng hoàng tiêu giao chỉ dương ta tình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ngày đêm phố trên diệu đàng, sân nhị tuần hạ dâng lên biển ngọc để cá kho lân mơ làm bưởi rước rước hàng bưởi rơi, ô rơi rước quan hàng bưởi rơi. Tính tình Tây Thiên các cô rót ni chén diệu đàng, dâng tam tuần chung dâng lên bệ ngọc để các cô lân mơ là mời giúp quan hoàng bưởi rơi các cô lân mơ giúp quan hoàng bưởi rơi. Lòng nghe hoàng đồng còn nhiều xa. Cho tiếng ta cũng ta cho người chờ lần may mắn ngắm xuân nhạt hò ngủ đồng anh bóng nơi duyên dáng mỗi ngày trong việc nhà trang hoàng cứ về đồng thì có ai bạc quan khi ông dáng lên dương đồng nguyện đẹp dáng người dáng như chúa ai đường xanh tẩy hằng trời chót ni đêm đi ngày rực rực giá so bằng vàng ngọc lên là nhiệt tình sau đầu soi chói lọi trời nam đền thờ phong nguyệt vô biên ý. Vị chúa mường thỉnh chúa đệ nhất ni tây thiên ngự đặng cơm ma lao tìm tình muối chanh mặn nồng trầu tim cánh phượng hoa hồng. Thoát ने mặc lối chua cay phúc phúc mong nghiệp dày tâm tính bóng đêm thành tâm vang vai chúc nguyện sơn bóng cửa phúc sinh suối ngọc soi gương hành đầu sự là phi thường. sống trong thâm mồ côi cha mẹ, gặp được thầy thì cốc mà tin sinh cả một đời làm phúc chúa cứu dân. dòng nghề vợ căn gió trên đường từ Đức ra xa Chúa truyền để từ có cần để từ phụ nhớ phải lo mà chỉ tâm tin đưa về tên tin đồ có bà chú bó hiền đồ sớm chú bà sẽ về gia cảnh năm nay đồng gia tin chúa xin chú nguyện chỉ cho dấu thiên địa ngàn xưa dối chuyện. Có bà chuối quần để ngu phương nghe, danh nghe tiếng đất nước nghe, dõi chuyện xưa xanh sinh nhà họ vũ một cành nghe, hình nghe sông nhan sắc nghe, khác nghe nào tiền. Ngày vàng chúng đàn diên ca tích tăng cũng già kim dục vàng đất tận vật tấn tiên trung vương ca lăng tập giả ân từ bi mật chúng xin vô ma tên kinh để dần lên tập kỳ dương tiên được giáng sinh họ mượn áo trắng trai xinh. Châm cài hoa sắt vầng trán xinh nghi, vẻ mắt càng xinh nghi, môi son nở đóa hoa tươi. Khang thất sơn ly, từ bi bất trung sinh cố ngã tìm kính ly. Song nhan tập kỳ siêu hay quang chứng đàn riêng. Sách lon lúc nghi các tiên binh nghi vào câu đôi Phật với tiên đường chén rượu đào quang chú chúc quan lành nghe năm Bính Dần ngày 10/11 Hồ Bà sinh ra tôn quan, các bách quan vòng tấu cổ trùng, Chu Phi Long út sắc phong quan. Quân hiểu ông đệ nhị thiên đình giáng sinh vô xưa ông tạo thiên đình đêm ngày chờ chừng ngó trong lô số sinh số tử trên đời một tay chép không sai số quan ni văn văn võ hội nào khi ra bệ ngọc ra hoàng tỏa thương ông thông minh chính sự mọi đường kiên hào đến tốc tốc mà chẳng đường một ai thiên tạo đệ nhị thứ hai thông chi tam giới mọi đường phục tình làm tôi rồi làm đại hạt nắng lôi cầu quan đáo vũ một tôi giờ dần ông nghe sai hà bá thủy thần tự nhiên dâng nước đùng 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 mẹ đưa ra thiên hạ sướng tha nam nữ trẻ già đều sợ phép tôn truyền đi nay lệnh truyền đi hạ bá thủy cung tự nhiên dâng nước vì thế bình đông hợp hòa thiên hạ dưới trên bờ nào về kia phong điều vũ thuận thái hòa nghỉ ngơi có phen thân thả người chơi tiếng người số bậc chép người số son vua cha nghe hết lời nguồn côn ai làm lấy chịu chẳng còn làm quan sinh vào quý tộc hiền lương đức từ năm ất dậu khai sinh mùng 3/1 đã sinh ra người tuổi vừa 34 đi chơi văn thi lộc mọi tài khôn sông đường mừng rỡ yêu thương rằng nhà có phúc kẻ thương người vì chẳng ngờ thương đế đến kỳ mùng 3/1 khi giờ dần quân thiên đó rước chẳng nhầm một ai trời nhị thập bát tú mọi nơi chương tỏ. Vâng lệnh vua cha giúp quan đề nghị trên tòa thủ tiên. Xong đường thương nhớ chẳng yên, sao ông lỡ để mối phiền dương gian. Sinh thành dưỡng dục nối non, lấy ai kia sớm thần hôn cho lành. Vốn xưa ông ở thiên đình, con vừa thường đế sáng thần người xương gian. Dù ai có lệnh kêu van, khấn ông để thọ ca yên lành. Trên dìu đào quan chu chuốc quan